Chào anh em, hôm nay mình sẽ review cho anh em thêm mẫu máy hàn Kobe. Mà nói đến tới Kobe thì chắc anh em khắp mọi miền tổ quốc đã biết cái thương hiệu Kobe rồi, đúng không ạ? Thì Kobe nó sẽ có rất là nhiều dòng sản phẩm máy hàn Kobe. Nhưng mà hôm nay thì cái chương trình hôm nay thì là mình cũng về số lượng là hơn được 200 con máy hàn Kobe đến từ thương hiệu là Nhật Bản anh em á, là những cái máy hàn mà nó là thuộc dòng máy hàn chính hãng và được bảo hành sản phẩm mình lên đến tới 2 năm. Thì trước mặt anh em đây là 200 con máy hàn mà cái chương trình hôm nay mình sẽ review cũng như là sẽ tặng cho anh em mình một núi quà. Đống quà, một giá trị của cái trong cái clip này thì anh em clip của mình rất là dài cho nên là anh em cố gắng theo dõi và like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ha. Đây là những cái số hotline mà mình thường xuyên để mà liên hệ với khách hàng ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em mình, trước mặt anh em mình đây là dòng máy hàn Kobe này thì Super 220, tức là dòng máy này là dòng máy hàn mini nhá. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ khui cái máy này ra. Anh em thấy là Kobe thì được đóng gói khá là kỹ đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Khá là kỹ nha. Rồi, máy đi kèm sẽ có những thứ nhất thì Kobe luôn sắm cho mình một cái búa gõ rỉ ha. Thứ hai là một bộ dây hàn kẹp mát, luôn có sẵn là dây hàn 3m, kẹp mát là 2m ha. Đó, đầy đủ phụ kiện. Và kèm theo cho mình là một cái mặt nạ hàn nhá. Và kèm theo cho mình là một cái phiếu bảo hành nhá. Phiếu bảo hành chính hãng của Kobe anh em nhá. Và đây là nhân vật chính của mình đây. Máy được đóng gói rất là kỹ và rất là chuyên nghiệp. Máy này thì là dòng máy mini và có cái độ bền thì phải nói rằng là rất là cao rồi đó. Máy này có trọng lượng hơn 2 kg, tầm khoảng 2 kg 2 2 kg 3 anh em nhá. Thì anh em thấy rằng là tay nắm thì được thiết kế bằng là hợp kim nhôm, hai bên viền thì được ốp nhựa. Thế này thì có đồng hồ hiển thị và có điều chỉnh dòng điện, sử dụng với dòng điện Super 2, dòng là 220 ha. Thì đây là những cái dòng Kobe cực kỳ là xịn sò anh em nhá. Thì đây là một cái trong những cái dòng máy Kobe, nghĩa là nó là sử dụng công nghệ của Nhật nhá, và dòng máy chính hãng. Và sau này thì nó sẽ có như vậy là quạt tản nhiệt và đồng hồ ha. Xin lỗi mọi người, quạt tản nhiệt và đây là cái công tắc on off để khi mình sử dụng ha. Thì máy đi kèm có là phụ kiện đi kèm là đầy đủ mọi người nhá. Thì cái dòng máy Kobe này thì hôm cách đây một năm trước về dịch thì mình bán khá là nhiều, và hôm nay thì sau một thời gian như vậy là mình bán nhiều quá rồi, thì bây giờ mình lại nhập về thêm nữa, tại vì được như vậy là quý khách hàng là ủng hộ mình rất là nhiều trong cái clip mà từ tháng 3 năm ngoái, dịch năm ngoái á, nó trời ơi nó nhiều lắm, nó quá trời nhiều luôn. Đó là nhân vật chính của mình ở đây ha. Rồi. Và hôm nay thì như vậy là mình sẽ tặng kèm quà tặng cho mình. Thì cái máy này, máy hàn Kobe này á, thì anh em mình có thể lựa chọn hai phần quà. Đấy ạ. Thì phần quà chính của mình đây ạ. Đây là một máy mài Freeman, mình xin tặng cho anh em khi anh em mình mua máy hàn Kobe ha. Máy mài Freeman giá thị trường đang có là 450.000. Con này thì nó là sử dụng với công suất là 950W và sử dụng công tắc gạt ở 6 lít nhá. Phiếu bảo hành chính hãng của Freeman là 6 tháng ha. Rồi, và phần quà thứ hai anh em mình có thể lựa chọn. Nếu như anh em nào mà có phần quà, nếu anh em nào mà có sử dụng máy mài có rồi thì mình nên lựa chọn phần quà thứ hai, đó là một bộ ZT. Anh em thấy là một bộ ZT khóa từ 8 cho đến 24. Thì bộ khóa này ở trên thị trường người ta cũng đang bán từ 320.000. Và kèm theo là một kìm chết Goodman. Kìm này Goodman này giá thị trường đang ít nhất phải từ 100.000. Vì vị trí là như vậy là 100 với 320 là 420. Còn bên này là máy mài Freeman là trị giá là 450.000. Thì đối với chiếc máy hàn Kobe Super 220 này thì hiện tại mình đang bán với chương trình cực kỳ là hấp dẫn, giá chỉ có 1.450.000 thôi. 1.450.000 thì anh em sẽ có những cái phần quà như thế này. Đó, anh em có thể lựa chọn máy mài, anh em có thể lựa chọn bộ ZT kèm theo là một kìm Crossman anh em nhá. Thì với hai cái phần quà này và kèm theo một cái chiếc máy hàn mini này chuyên 2.6 và 3.2 có thể kéo từ một bó trở lên với giá là 1.430.000 anh em ạ.
xin lỗi mọi người, 1.450.000 ha. 1.450.000 ha. Thì ngay bây giờ mình sẽ test cái máy hàn Kobe X này cho anh em xem được là cái độ ngấu và cái sức bệnh của cái máy này ha. Rồi, cái dòng máy này thì nó là ghi là 220 ạ. 220 đúng không? À, mình sẽ chỉnh cái dòng nguồn khoảng tầm 160 đi ha. Tại vì mình sẽ kéo đũa hàn 3 ly 2. Để máy này là nó chuyên 2 ly 6 và 3 ly 2 thì mình có thể là kéo nguyên một bó ha. Và bây giờ thì mình sẽ test thử que hàn đũa 3 ly 2 trên sắt dày 5 ly cho anh em xem nhá. Đây là đũa hàn 3 ly 2 nha anh em. Đây là mình đang kéo đũa cái hàn 3 ly 2 của chiếc máy hàn mini này. Chiếc máy hàn mini Kobe thì mình bán hơn 1.000 con. Chưa hề có một con nào là để mà bảo hành cho khách cả. Cho nên là mình quay lại tiếp tục mình bán Kobe tiếp. Đây là 3 ly 2 anh em nhá. Mình để kéo thêm một que nữa anh em nhá. Để viết thành chữ Kobe. Anh sẽ viết thành cái thương hiệu Kobe này anh em nhá. Kéo 3 ly 2 rất là ngọt ngào. Ba ly 2 thì rất là ngọt nhá. Mình thấy là cái máy hàn này tuyệt vời.
ok anh em nhá. Mọi người thấy là với cái chiếc máy hàn này thì để mà kéo đũa 3 ly 2 thì phải nói là tuyệt vời. Anh em thấy là mũi hàn nó rất sáng nhá. Đây, mũi hàn sáng và tự lóc luôn này. Đúng không? À, rất là đẹp đúng không ạ? À, mũi hàn cực đẹp nhá anh em. Đấy. Mày có thấy là ok không ạ? Mũi hàn rất là đẹp và cái độ hấu cũng như là về cái độ mà sáng đẹp của cái mũi hàn đến từ cái thương hiệu Kobe này phải là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời, rất là ok anh em nhá. Đó, thì với cái chiếc máy này á, là mình thấy là để mà kéo đũa hàn 2 ly 6 thì không cần phải bàn. Thật sự là nếu mà về 2 ly 6 là anh em có thể kéo cả ngày cả đêm cho em. Máy được bảo hành 18 tháng và đổi mới trong vòng 60 ngày đầu. Ở đây là mình nói là đổi mới trong vòng 60 ngày đầu, tức là đổi mới trong vòng 2 tháng đều. Nếu như máy mà có cái sự cố, sự biến gì mà về lỗi kỹ thuật của bên nhà máy thì bên mình hoàn toàn đổi mới cho tất cả cô chú anh chị. Như vậy là cái clip của mình rất là dài, rất là mong được cô chú anh chị ủng hộ mình trong cái clip này về kia dòng máy hàn Kobe X200 này. Tại vì mình về số lượng nhiều lắm và phần quà là như vậy là gần 500.000 đồ, cho nên là với cái chiếc máy này chỉ có là 1.450.000 thì mình thấy là cái giá rất là hợp lý nha mọi người. Nếu như anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và để và không bỏ lỡ những cái clip lần sau. Và cuối cùng thì mình xin chào và gặp lại tất cả anh em mình những clip lần sau. Rất là mong được anh em ủng hộ.